Rồi ok, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả anh em đam mê PCB nhá. Đấy thì hôm nay shop liên tục cập nhật những cái mặt hàng nào mới, những cái mặt hàng nào mà mới về thì em liên tục cập nhật đến cho anh em để anh em săn đón nhá. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em là một bộ van bình, bình là bình carbon anh em nhá. Van là van đờ Zim 7075. Đó, hàng công ty Huben anh em nhá. Đấy, bình thì bên em là nó đang có 3 loại anh em nhá. Bình là bình carbon có 3 loại là 0,36, 0,42 và 0,5. Đấy, anh em nào mà muốn chơi loại nào cũng được. Giá của nó thì đồng giá nhau hết rồi. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu cho anh em. Đây, một hộp van đờ Zim của nó thì nó gồm có như thế này. Thẻ này. Đó, những cái form nhựa, rong sim, lò xo. Để sau anh em nào mà chơi mà bị hỏng hóc như nào thì anh em có thể thay thế và sửa chữa. Đó, cực kỳ tiện lợi phải không ạ? Đây là hộp dầu bôi trơn. Đó. Và đây là một chiếc van đờ Zim 7075. Con này là chỉnh cốc đĩa của nó bằng inox anh em nhé. Loại này là loại 1. Đó. Thì van đờ Zim này trên thị trường ấy, anh như anh em đã làm mà đã từng chơi và cũng đã biết là nó có hai loại, một là loại nó luôn là loại đẻo. Đấy, còn loại lại là loại xịn, loại 1. Thì em luôn chỉ nhập những cái loại này về thôi. Chỉ nhập những cái loại một này về để bán cho anh em thôi. Chứ còn để mà nhập loại kia sau về anh em chế cháo rất chi là mệt. Và cái chiếc van này mà anh em bơm lên mà chẳng may mà nó bị lổ thì rất chi là nguy hiểm phải không ạ? Đó, van đờ Zim anh em nhé. Đó, đồng hồ này. Những cái hàng mà em gửi đi cho anh em ấy, em bán phụ kiện lẻ ấy, tại vì dạo này nó mới về được những cái nhiều những cái chiếc van như này thì em toàn sắm một thùng một thôi. Đấy, và thì vừa bán buôn và vừa bán lẻ cho anh em. Đợt trước thì nó đang cháy thì nhiều anh em hỏi mua lẻ thì em xin phép là không bán được, tại vì nhiều khách đặt theo cây ấy thì là em phải ưu tiên những em nào đặt cây trước, FX các thứ. Ở đây thì hiện tại em chưa có cây FX tại vì quy dạo này nó chưa về nên là toàn là cây condo thôi. Đó, toàn là cây condo thôi. Đấy, nếu mà có cây FX thì em sẽ ráp vào cho em xem. Thì đây, hàng gửi đi cho anh em ý là em phải bơm sẵn hơi và áp. Đó, như con này hơi em đang để cho nó là 290 và áp em đang để cho nó là 140. Đấy, thì anh em nào mà bơm lên ý, để em khuyên anh em là bơm lên tầm 200 hoặc 230. Đấy, hoặc là tầm 300 cũng được. Áp thì anh em để tầm 130, 140, 150. Đó, anh em xem độ hồi áp và điều áp của nó rất là tốt anh em nhé. Đó, chỉ một phát là đã ra rồi. Ok chưa? Em sẽ giới thiệu qua cho anh em nào mà mới chơi có thể biết. Còn anh em nào mà đã từng chơi qua rồi thì không phải giới thiệu gì nhiều phải không ạ? Đó, cốc tét áp để xoáy vào bình phải không ạ? Đây là em đang bỏ một cái mẫu bình carbon của bên em ra. Bình carbon này là bình carbon 05 anh em nhé. Bên em có cả 36, 42 và 05 và có cả bình nhôm. Anh em nào mà thích chơi loại nào thì bên em đều đáp ứng được. Đã gọi là shop thì phải rất chi là nhiều hàng để cung cấp cho anh em phải không ạ? Đó. Xoáy vào cực kỳ là tiện lợi anh em nhé. Anh em nào mà chơi cây FX ý, mà dùng cành 18 hoặc là 20 anh ý, thì nếu mà lắp lên những chiếc bình 05 này thì nó rất chi là đẹp. Và 42 nhé. Còn lắp 36 thì anh em nào mà muốn chơi ngắn gọn thì lắp những cành nó ngắn 14 hoặc là 16 thì lắp bình 036. Đó, em nhìn như này thì nó hơi dài phải không ạ, nhưng mà lắp lên cây thì cực kỳ là phê luôn, cực kỳ là đẹp luôn anh em nhé. Đó, thì như cái chiếc bình như này bên em đang bán với giá là 1.800.000 đồng anh em nhé. 1.800.000 đồng là bao ship cước phí vận chuyển cho em hết rồi, em nhận hàng kiểm tra và thanh toán. Đó, đúng hàng, đúng sản phẩm, đúng mặt hàng em đặt thì anh em nhận, còn không thì em không nhận, thế thôi. Đó, cực kỳ là đơn giản phải không ạ? Tránh tình trạng bảo là lừa đảo như nào thì không bao có nhận hàng kiểm tra đúng hàng em thanh toán cơ mà. Hàng tất nhiên là bên em đều là hàng có bảo hành. Đó, lỗi một đổi một cho anh em. Nhưng mà để làm sao mà anh em đỡ phải gửi đi gửi lại thì trước khi gửi hàng em sẽ kiểm tra hết lại cho anh em. Đó, như con này em sẽ anh em đào đặt thì em sẽ bơm vào, gửi đi là phải có hơi có áp, tránh tình trạng bảo xì hơi thì không bao có phải không ạ? Đó, thì chiếc van này em đang bán với giá thị trường là 1.300.000 đến 1.400.000 anh em nhé, tùy từng thời điểm.
lúc nó đắt lên thì bán 1,4 triệu, mà lúc nào mát rời thì bán 1,3 triệu anh em nhé. Đó thì em nào mà cứ cân nhắc, em nào cần thì những phụ kiện lẻ thì có thể gọi trực tiếp cho em. Van bình kính ngắm bên em có cả cái bình nhôm nhá, bình nhôm bên em đều có anh em nhé. Đó, bình nhôm thì có 036 à 035, 0,35, 0,45 đó, bình đít tròn cũng có anh em nhé. Em nào cần loại nào thì có thể gọi trực tiếp cho em. Đấy, hàng về rất chi là nhiều, liên tục cập nhật đến cho anh em. Đấy, số điện thoại duy nhất bên em thì có một số điện thoại duy nhất là 0962627622. Và có cả Zalo, anh em nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể kết bạn Zalo cho em. Đó, hàng về thì cũng chẳng có mấy. Một thùng này của nó thì nó cũng rơi khoảng tầm 20 cái. Đấy. Ok chưa ạ? Em nào cần thì gọi trực tiếp cho em nhé. Rồi, anh em nào xem video cảm thấy hay, yêu quý em thì ấn cho em nút like, nút đăng ký kênh để em liên tục cập nhật những cái mặt hàng nào mới đến cho anh em. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.